Phi thuật audio xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một sản phẩm của hãng loa tai nôi được sản xuất tại Anh Quốc, đó là cặp Kingdom 12. Vâng, thưa toàn thể quý vị, trước màn hình của quý vị, cặp loa Kingdom 12 được sở hữu gồm một loa bass 30, một loa đồng trục bass 25 và một loa siêu test. Trước loa Kingdom 12 này thì được sở hữu phân ra làm 4 đường tiếng, một chiếc bass 30 chuyên đảm nhận âm siêu trầm, và chiếc loa đồng trục này thì đủ các dài trung trầm, trung cao và chép. Đặc biệt thì thêm một cái siêu test này để các quý vị có thể nghe. Mọi người thì nhiều khi hay nói là cái tép gió tiếng nó rất là mỏng. Và với một cái kích thước cũng tương đối là hoành tráng, chiều cao là tầm sấp chỉ khoảng 107 cm, chiều sâu nó vào tầm khoảng độ sấp xỉ 46 cm, và chiều ngang của nó thì sấp xỉ 48 cm. Và với cái trọng lượng cũng cực kỳ khủng, mỗi một thùng này nó nặng sấp xỉ 90 kg. Quý vị thì có thể ghép với cả những cái dòng Omni Acouphe công suất lớn hoặc là Maxintoc. Đây em đang phối ghép với Maxintoc MA 8000, và đạt được cái dòng Kingdom này thì nó quý vị có thể chơi được nhiều thể loại nhạc, từ cái nhạc mạnh cho đến thể loại nhạc nó nhẹ nhàng chi tiết. Vâng, và với đôi loa Kingdom 12 này thì Phi thuật audio đang vào chào bán với giá sấp xỉ 190 triệu. Quý vị có nhu cầu thì xin mời liên hệ với Phi thuật qua số điện thoại 0943889788. Vâng, và sau đây thì em sẽ mời quý vị cùng thưởng thức chất âm của em Kingdom 12 này. Em đang ghép với cả MA 8000 của Maxintoc.
Vâng, Tư Thật Audio xin kính chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.